Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới, bảo hành cháy nổ, đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000, vô địch tầm giá, đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Việt và đây là Cộng Review. Hiện tại thì trên tay mình đang là một sản phẩm đến từ nhà LG, được ra mắt cách đây cũng tương đối là lâu rồi. Nhưng tuy nhiên, bản thân mình thấy cái chiếc điện thoại này nó sẽ có thể hot trở lại trong thời gian tới, khi mà bây giờ cái mức giá dành cho một chiếc LG V20 như thế này, với hình thức các bạn có thể nhìn thấy là hầu như rất là mới, không có vết xước gì ở phía mặt lưng này, nó chỉ có giá là dưới 2 triệu mà thôi. Nếu như trước đây ở cái tầm giá rơi khoảng từ 4 cho đến là 5 triệu, mình đã thấy là LG V20 nó rất là đáng mua rồi. Cho đến bây giờ thì nó lại còn được giảm xuống một cái mức giá cực kỳ là tốt, rất dễ tiếp cận đến người tiêu dùng như thế này, thì thực sự là đây là một trong cái sản phẩm mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc đến ở trong cái tầm giá rơi vào khoảng là dưới 2 triệu như thế này. Vậy thì cái sản phẩm này bây giờ nó còn có gì đặc biệt để thu hút các bạn hơn là so với những cái sản phẩm khác? Điều đầu tiên chắc chắn sẽ phải khẳng định rằng đây là một chiếc cựu flagship đến từ nhà LG. Và như các bạn đã biết thì với những chiếc điện thoại của nhà LG ấy, nó sẽ có xu hướng giảm giá tương đối là nhanh so với cả những hãng sản xuất smartphone khác. Ví dụ như một chiếc smartphone flagship của nhà LG thì chỉ sau một năm mức giá của nó có thể giảm xuống một nửa, thậm chí là còn hơn nữa cơ. Và cái sản phẩm này thì cho đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là cái cấu hình cũng như là những cái trải nghiệm mà nó đem lại cho các bạn sẽ thực sự là xứng đáng ở trong cái tầm giá dưới 2 triệu này. Bây giờ nếu như các bạn tìm mua một chiếc điện thoại mới ấy, ví dụ như là một sản phẩm mới được ra mắt của nhà Xiaomi trong thời gian gần đây đi, đó là chiếc Redmi 8 và Redmi 8A chẳng hạn, thì mình chắc chắn với các bạn là cái sản phẩm này nó sẽ đem lại những cái trải nghiệm cũng như là cái mức hiệu năng nó là tốt hơn so với hai cái sản phẩm kia. Chúng ta sẽ có vi xử lý đó là Snapdragon 820 và dung RAM ở mức đó là 4GB. Cấu hình như thế này thì ở trong cái tầm giá rơi khoảng là dưới 2 triệu mình thấy là cực kỳ hài lòng. Tất nhiên không thể phủ nhận rằng nhà LG họ tối ưu cho cái chiếc điện thoại này nó chưa thực sự là tốt, mà hầu hết những cái chiếc điện thoại của họ thì đều tối ưu như vậy. Khi mà trong cái quá trình vuốt chạm như thế này này thì đôi khi các bạn cũng sẽ cảm thấy cái hiện tượng bị lag giật, và dù cho là khi chơi game các bạn không cảm thấy lag nhiều, nhưng mà với những cái thao tác nó vuốt chạm chỉ là rất nhẹ như thế này thôi mà nó đã bị khựng lag rồi thì chắc chắn là nó sẽ để lại cho chúng ta một trong cái kiểu như là yếu tố về mặt tâm lý nó là không tốt ấy. Đó thì người ta sẽ có thể là đánh giá thấp về nó. Nhưng mà bản thân mình khi mà trải nghiệm một chiếc điện thoại này ấy, thì cái thao tác khựng đó nó có xuất hiện nhưng mà cái tần suất thì nó không nhiều. Và đặc biệt là khi các bạn chơi những cái tựa game kiểu như là Asphalt 8 này, hay là mình đã chiến thử PUBG Mobile thì nó là hoàn toàn có thể chơi được. Đặc biệt trong số đó thì các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất đến PUBG Mobile đúng không nào? Thời gian vừa rồi thì mình cũng có chơi thử cái tựa game PUBG Mobile ở trên cái chiếc V20 này, thì mình có đưa ra một cái nhận xét như thế này. Đó là cái chiếc điện thoại này ấy, nếu như mà chúng ta chơi nó ở một cái map public thông thường hoặc là vào map training chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể chơi được với nó ở cái mức đồ họa cao nhất đó là HD. Còn nếu như các bạn mà chơi ở chế độ vô cực, một trong cái map mà đòi hỏi combat rất là nhiều, và chắc chắn là khi combat nhiều như vậy thì FPS nó sẽ sụt liên tục, thì cái chiếc điện thoại này nó chỉ ở mức gọi là chơi cố mà thôi, vì là mình đã chơi và cảm thấy là nó tương đối là giật. Đồng thời thì trong quá trình chơi, nhiệt độ của chiếc máy này tăng lên khá là cao, do là nó có cái vỏ kim loại này mà. Đây là một cái vỏ có thể tháo ra được, thì tí nữa mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Thì chủ yếu nó sẽ nóng lên ở cái phần xung quanh cái cảm biến vân tay này, và ở cái phần cụm camera cũng như là cái logo BNO này. Đó, nó sẽ nóng lên ở cái phần này và chúng ta chơi sẽ cảm thấy hơi bị khó chịu. Vậy nên khi mà các bạn mua cái chiếc điện thoại này về để chơi game thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên kỳ vọng nó quá là cao. Bởi vì dù sao đây cũng là cấu hình của flagship cách đây cũng tương đối là lâu rồi. Bây giờ thì thậm chí một số con chip tầm trung cũng được đánh giá cao hơn con chip Snapdragon 820 này cơ. Nên là mình nghĩ với cái sản phẩm này thì các bạn không nên đè nặng quá về vấn đề chơi game nếu như chọn đến V20. Bởi vì nó còn tốt ở một số những cái điểm khác, ví dụ như là màn hình của nó là màn hình 2K. Trong tầm giá này chắc chắn các bạn sẽ tìm được rất ít những chiếc điện thoại nào mà có một cái tấm màn hình nó đẹp như là LG V20. Màu sắc hiển thị rất là tốt và nó cũng rất là sắc nét. Cùng với đó thì nó sẽ có thêm một cái màn hình phụ để hiển thị ở đây. Các bạn có thể tạo chữ ký ở đây này, cùng với đó là nó là cái nơi để truy cập vào các app nhanh. Và một số cái tính năng cũng có sẵn những cái icon ở đây để bật, ví dụ như là wifi này, chế độ rung này và đèn pin ở đây. Mình có thể setting tùy chọn được. Những cái này thì các bạn hoàn toàn có thể vào phần cài đặt để chỉnh. Tuy vậy thì nó sẽ có một cái điểm yếu, đó là ở trên cái chiếc V20 này nó vẫn sẽ gặp phải hiện tượng bóng mờ như ở trên chiếc LG G5 trước đây. Và hiện tượng bóng mờ xuất hiện thì nó ít hơn G5, nhưng mà các bạn vẫn sẽ chắc chắn là gặp. Nó hơi khó chịu một chút mà thôi, tuy nhiên thì hoàn toàn có thể chấp nhận được cái lỗi đó. Về thiết kế thì có thể thấy ở thời điểm hiện tại mình vẫn đánh giá tương đối là cao về chiếc điện thoại này ở phần mặt lưng, do là cái mặt lưng của nó thì có sự liền mạch cũng như là cái thiết kế theo kiểu đối xứng ấy, thì mình rất thích cái kiểu đó. Hơn nữa thì cái chiếc điện thoại này có thể tháo được nắp lưng ra để các bạn có thể thay pin, một cái điểm mà có lẽ là không nhiều chiếc smartphone thời điểm hiện tại nó có được. Tuy là tháo nắp lưng như vậy ra ấy, nhưng mà mình không hề cảm thấy là nó có một cái lấn cấn gì ở đây cả. Nó rất là liền mạch và đồng thời thì rất là cứng cáp luôn. Các bạn không phải lo về cái chuyện là cái nắp lưng này nó hay bị bung ra đâu.
thực sự là cái thiết kế kiểu này của LG ấy, họ làm tương đối là tốt và hoàn thiện cũng rất là ok. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là tháo pin ra trong trường hợp mà chiếc điện thoại này nó hết pin, bởi vì thực sự là pin của LG V20 từ trước cho đến nay nó vẫn rất là đuối. Ngay ở thời điểm đầu khi được ra mắt nó đã đuối rồi, chứ không nói gì đến thời điểm hiện tại sau ngần ấy năm nó được xuất hiện ra. Nên là khi mua cái chiếc điện thoại này thì mình nghĩ là các bạn cũng nên có thêm một cục pin dự phòng cho cái chiếc điện thoại này, bởi vì nó sẽ ngốn pin rất là nhanh. Mình sử dụng thì có lẽ là chỉ hơn 2 tiếng khi chơi game ấy là nó đã cạn sạch 100% rồi, thậm chí có thể là còn thấp hơn. Nên đó sẽ là một cái điểm mà các bạn nên chú ý đến. Khoản tiếp theo sẽ là một điểm mình đánh giá rất là cao về cái chiếc LG V20 từ trước cho đến nay luôn, đó là về camera. Nếu như xét ở trong cái tầm giá hiện tại của chiếc LG V20 này thì gần như có thể nói nó là vô đối luôn, khi mà nó sẽ có một cái cụm camera kép cho chúng ta tính năng chụp ảnh auto vừa rất đẹp mà nó còn có thêm tính năng chuyển góc rộng. Một trong những cái tính năng mà nhà LG gần như là tiên phong ở trên những chiếc smartphone luôn, khi mà họ đã có từ rất là lâu rồi. Và cho đến thời điểm của năm 2019 này thì các hãng mới đua nhau trang bị cái cụm camera góc rộng, một trong những cái tính năng mà mình đánh giá rất là cao ở trên một chiếc smartphone, lên trên những cái thiết bị của họ. Thì có thể nói là đây là đang chạy theo LG đúng không? Có thể nói là như vậy. Và đồng thời thì đây cũng có thể coi là một trong chiếc điện thoại mang tính giải trí rất là cao, khi mà nó có màn hình đẹp này, hiệu năng vừa đủ để có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại, và nó có một cụm camera chất lượng. Và chưa kể đến việc đó là cái chiếc điện thoại này nó còn được LG hợp tác với cả B&O tối ưu hóa về mặt tinh chỉnh âm thanh, khiến cho chiếc điện thoại này loa của nó nghe khá là ổn. Và cùng với đó thì nếu như các bạn có một chiếc tai nghe B&O kết hợp với cả chiếc điện thoại này thì nó thực sự sẽ đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm tương đối là tuyệt vời nếu như xét về khoản âm thanh. Vào sâu trong phần cài đặt thì chúng ta cũng sẽ có cái setting riêng của phần B&O, và về cái chất lượng ghi âm mình cũng đánh giá tương đối là cao ở trên cái chiếc điện thoại này. Nhìn chung thì với tầm giá bây giờ rơi khoảng là dưới 2 triệu thì mình đánh giá LG V20 là một trong cái sản phẩm mà các bạn có thể cân nhắc đến khi mà các bạn đã quá nhàm chán với cả những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc mà nó có thiết kế đều na ná nhau. Việc lựa chọn một chiếc điện thoại mà nó có một cái form thiết kế nó gần như là khác biệt hoàn toàn so với cả những chiếc điện thoại đó, cũng như là một chiếc điện thoại để chúng ta hồi tưởng về một thời rất là thành công của những chiếc điện thoại đến từ LG, thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là tương đối là phù hợp và cũng rất là ngon để cho các bạn có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại. Có không biết là quan điểm của các bạn sẽ là ra sao về chiếc LG V20 này? Có những ai ở thời điểm hiện tại đang xem video này mà đang sử dụng nó hay không? Thì hãy để lại ý kiến của các bạn khi mà đã được trải nghiệm qua cái chiếc LG V20 này để cho mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Video này của mình thì xin kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.